Ồ mà anh cũng muốn hỏi luôn cái tên nha. Tại sao không phải là cậu Bỉnh Phát mà lại là cậu Bỉnh Quán? Trong cái tiếng Hoa đó, cái chữ quán nó thường hay đặt ở phía đằng sau. Giống như tủ lầu là quán rượu. Còn cậu Bỉnh ở đây là gì? Là ba anh em đều có chữ lóc chữ Bỉnh hết. Liên Bỉnh Phát, Liên Bỉnh Khánh và Liên Bỉnh Tường. Nên là cái tên này Phát nghĩ là nó hợp lý. Cho nên là đặt cậu Bỉnh đó là quán của ba anh em. Quán cậu Bỉnh đó. Hay à, ok. Thật ra thì khi mà đến đây thì anh thấy có một cái vấn đề cũng muốn hỏi Phát luôn. Là anh thấy là đây là hai cái góc mặt tiền. Thì rất là thuận tiện để việc để xe máy. Nhưng mà ví dụ như mà có mấy khách người ta đi xe hơi thì giờ sao? Bây giờ anh đâu thấy tới chỗ đậu xe đâu. Sau 8 giờ tối là xe đậu thoải mái ở bên đậu đậu ở con đường này luôn. Con đường này luôn hoặc là bên hẻm bên kia. Đó, nhưng mà ngoài cái giờ đó thì là phải vô bãi. Và bãi thì cách đây là khoảng tầm 20 mét. 20 mét bên đây bãi luôn. Tức là đậu phía bên bãi này xong đi bộ tới đây. Dạ. Vậy cũng được. Chỉ là hơi khó khăn, nếu mà trời mưa một chút thì nó hơi bất tiện thôi. Với lại cũng bất tiện đó là tại vì đậu bãi thì tốn tiền. Xe hơi đậu thì anh biết rồi, một chiếc thường là khoảng tầm vài chục ngàn. 30 ngàn. Có giá 60, đậu xe hơi 30 ngàn. Không, nhưng mà người ta đi xe hơi rồi thì cái chuyện mà đậu trả tiền nó là bình thường. Đối với họ không có vấn đề gì cả. Thật sự là khi mà ngồi ăn cái món cháo của em á, anh thấy ngon lắm. Thứ nhất là anh nghĩ với cái giá mà một tô đặc biệt, tức là đầy đủ những cái cơ bản như vậy mà 60 ngàn, theo anh thì anh thấy là nó vừa túi tiền. Và thứ hai là vị cháo nó ngon. Chỉ có một cái anh tiếc thôi, nó xa quá. Lý do vì sao mà Phát lại quyết định mở quận 11? Ban đầu mấy anh em nói là nghĩ đó nha, món này là của người Hoa. Thì khi mà mở cái khu vực phòng quận 10, quận 11, quận 5, quận 6, đó là những cái quận mình khoanh vùng lại. Là nghĩ là nó sẽ gần gũi hơn và người ta sẽ dễ tiếp cận với người ta hơn. Đó là cái suy tính ban đầu thôi. Suy tính ban đầu có những người em cũng ảnh hưởng rất là có nghĩa là sự quyết định của em nó cũng rất là lớn cho cái quán này. Và em là một người mới lên được kinh doanh nữa. Em ở quận mấy? Quận 7. Quận 7 mà qua quận 11. Thưa quý vị, quận 7 mà qua quận 11 nó xa lắm, chưa kể nó bị tắt đường. Có nghĩa là mỗi lần đi như vậy phải mất cả gần cả tiếng đồng hồ. 40 phút. 40 phút chưa kể đi về. Cho nên là đó là một cái sự bất lợi của mình. Nhưng ngược lại, Phát lại có một cái sự thuận lợi là có ông anh ổng nấu cái món này ngon quá. Lý do vì sao mình lại chọn cái món cháo quảng? Tại vì cái món này á, nó là một cái câu chuyện cùng khá dài. Dài không? Viết thành tiểu thuyết không? Viết thành tiểu thuyết được. Thật ra là tại vì cái món này là ngày xưa ở dưới quê á, em là quê ở Kiên Giang, ở trong thị trấn Minh Lương á, một thị trấn cũng nhỏ thôi. Thì ngày xưa ba anh em gọi là lớn lên từ cái nồi cháo quảng. Là ba mẹ nấu cháo ở Kiên Giang. Bán cháo ở dưới quê nhà từ năm 1989. Tức là khi mà em ra đời là đã thấy cái nồi cháo ở nhà rồi. Và lớn lên dần theo cái nồi cháo đó luôn. Là ngày xưa nhà ba mẹ chỉ kinh doanh cái món này thôi. Như vậy là cái món này là cái công thức của ba mẹ nghiên cứu hay là ba mẹ được thừa hưởng từ ông bà? Thật ra là ba mẹ đi ăn và tự về nghiên cứu, chứ ông bà không có bán món này. Từ cái thời ba mẹ luôn. Hay quá nhờ. Là F1 đó. Như vậy là có thể nói là cái món này là công thức, cái vị nêm nếm, cái bí quyết là của gia đình luôn. Của gia đình. Và sau đó là truyền lại cho ba anh em. Ba anh em lớn lên ở nhà thì cũng bán cái quán cũng nhỏ nhỏ thôi. Và cái quán ở nhà cũng không có đặt tên là tên gì hết á. Chỉ để cái bảng là cháo quảng thôi. Cái thị trấn nó cũng nhỏ. Và đến nỗi mà khi mà đi ra đường á, người ta không cần nhớ thằng này tên gì, ông kia tên gì. Ví dụ như ba em á thì ra đường người ta kêu là ông cháo quảng. Còn thằng này ơi thằng cháo quảng con. Có nghĩa là cái quán nó nổi bán tiếng trong cái thị trấn nhỏ và nó nổi tiếng. Có một mình quán nhà của em bán cái món này thôi. Người ta ăn riết người ta quen á. Và người ta đi tới đâu người ta cũng quay về đó người ta ăn. Quán bán 20 mấy năm. Wow. Ba anh em từ lúc nhỏ lớn lên thì là đâu có thuê người ta nhân viên làm đâu, quán gia đình mà. Ông anh thì ổng phụ tiếp làm thịt nè, ông ở giữa thì lại là làm rau tiếp, rồi em thì chạy bàn, rồi làm trà đá, tất cả mọi thứ. Nói chung là quán đúng hộ kinh doanh gia đình luôn. Cho tới khi mà ba anh em lớn lên rồi, lên trên này lập nghiệp, không có ai theo nghề hết, không có ai nói nghiệp kiểu tại thiệt luôn hả? Sợ quá. Tại vì ăn nhiều quá cho nên là không muốn làm ha, sao? Tại vì cực quá. Cực quá hả? Cực quá, tại vì ngày xưa làm đâu phải như kinh doanh như bây giờ. Em thấy là có nhiều rất là thoải mái, giống như anh chủ một hệ thống nhà hàng quá sướng. Chỉ cần đứng đó, chỉ đạo là lít. Ê, không sướng đâu nha, cực lắm đó. Cho nên là khi mà ba anh em lớn lên thấy cái cảnh là ba mẹ ngày xưa cũng cực quá. Làm quán ăn mà anh cũng biết mà, trời ơi, cực từ cái khâu chuẩn bị rồi từ cái khâu mà chế biến cái thứ. Nó dùng nguyên một ngày quần quật. Mà bán ngày xưa lúc mà bán đông á là kêu dòng họ hàng là chạy bàn tiếp. Mấy ngày Tết mấy ngày lễ á là đâu có đi chơi đâu, ba anh em ngày xưa Tết lễ đâu đi chơi đâu, cứ ở nhà là
chạy bàn làm từ nhỏ tới lớn luôn. Khi mà ba mẹ cũng lớn tuổi á thì thấy là cũng cho ba mẹ nghỉ đi, tại vì bán cũng lâu quá rồi. Thì là hồi năm ngoái bắt đầu anh em thấy cái câu chuyện của nhà em nó là gì, là có ba anh em trai, ba anh em cách nhau 4 tuổi hết, nhưng mà không hiểu làm sao ba anh em cũng ít khi nào gặp nhau, cũng ít nói chuyện hả, ít khi nào ngồi nói chuyện như vậy nè, nhưng mà rất là yêu thương nhau. Chỉ cần nhắc điện thoại lên, nhấc điện thoại lên một cái là người kia có mặt, hoặc là thiếu tiền cái là người kia bắn vô tài khoản. Nhưng mà không có khi nào mà ngồi với nhau được 30 phút mà trò chuyện với nhau như vậy. Đôi khi cái chuyện đó một ngày hai ngày nó không sao, nó diễn ra từ tháng này qua tháng nọ riết rồi. Cái mối quan hệ đó em thấy nó không có gần. Mỗi người làm một nghề, không liên quan ai, không liên quan ai hết. Đôi khi Tết một năm có gặp nhau được có một lần, hai lần, đó là cùng nhau về quê hoặc là tụ tập lại nhà một người nào đó được gặp nhau được vậy thôi. Năm ngoái mới thấy là thôi thay vì bây giờ mình cùng nhau mình làm chung một cái gì đó, tại vì chung công việc là sẽ có cơ hội gặp nhau rất là nhiều. Hay quá. Mở một cái quán kỷ niệm của ba mẹ ngày xưa. Là hồi năm ngoái là ngay ngày sinh nhật của em là 25 tháng 11. Ấp ủ trước đó khoảng tầm mấy tháng trời thôi. Phân công ra ok rồi, hai ông anh sẽ là lo cái khâu là đi tìm mặt bằng cái thứ nha. Còn Phát thì là Phát sẽ ví dụ như lên cái idea về concept, cái quán màu sắc như thế nào, trang trí để coi làm sao. Rồi ông anh sẽ đi tham khảo về giá cả cái thứ, nói chung là ba anh em sẽ cùng nhau làm. Và có được cái quán kỷ niệm giống vậy. Đó là bây giờ thì anh hai là anh đầu bếp nãy. Anh hai là anh ba. Là anh ba có nấu không? Anh ba có. Hai người anh đó là sẽ là bếp chính, là thay phiên nấu với nhau. Còn em là lo vòng ngoài. Thì cũng may có cái quán này nè, bây giờ là anh em gặp nhau thường xuyên lắm. Cứ thỉnh thoảng là qua đây, anh em cứ tụ họp đây có cái gì gặp nhau. Thật sự là khi giờ khi ngồi ăn thì anh hơi thắc mắc một chút, là tại sao cái quán của mình nằm ở vị trí đẹp như vậy nhưng mà em lại không cách âm. Tại vì rõ ràng nằm ở cái vị trí mặt tiền như vậy á, thì sẽ rất là ồn. Lưu lượng xe qua rất là đông. Lợi là người ta thấy mình nha. Nhưng mà âm thanh rất ồn, sẽ dẫn đến cái cảm xúc của khách ăn cháo. Ban đầu là tụi em thuê cái mặt bằng này là vì nó có hai tầng, tầng dưới và tầng trên. Và em cũng đã đưa ra cái concept nó rõ ràng. Ở trên đó là sẽ là kiến và máy lạnh. Ở dưới này sẽ là không gian mở và quạt gió. Và để cho khách họ có nhiều người, cái nhu cầu của khách khác nhau. Tuy nhiên thì ở thời điểm này thì tụi em cũng chỉ đang khai thác ở phía dưới này thôi. Việc một diễn viên mà bây giờ mình làm thêm cái công việc tay trái là mình đi kinh doanh bán cháo, thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến cái con đường mà mình đang hoạt động hay không? Thứ nhất là về quỹ thời gian, và cái thứ hai là cái thu nhập của mình khi mà mình phải đóng góp vào cho quán cũng như là lo hết những vấn đề về kinh tế. Quay lại về cái vấn đề là quy mô thôi. Cái quán này thứ nhất tụi em xác định là mấy này xác định đây không phải là cái nguồn kinh tế chính, tại vì mỗi người cũng đang hoạt động công việc của mình riêng rồi. Đúng là thời gian đầu mình cũng phải bỏ tiền cho nó, nhưng mà cái số tiền nó không nhiều, không có quá nhiều đến nỗi mình phải nó ảnh hưởng tới công việc của mình. Dù là mình cũng bỏ tiền cho nó đó, chứ mình cũng chưa có thu gì nó nhiều đâu. Nghe em kể là em chẳng có khó khăn gì hết khi mà em mở cái quán này à? Giai đoạn đầu đó nghĩa là mình một cái người mình cũng không có kinh nghiệm về kinh doanh, mấy anh em cũng tự làm hết, cũng không có thuê người có kinh nghiệm, cũng không có thuê đầu bếp hay không có thuê bất cứ một cái bộ phận nhân sự nào hết. Thì ba anh em tự làm đi, cho nên là nó chưa có được như là một cái quy mô quy chuẩn của một cái kinh doanh nhà hàng. Em có dự tính là sẽ đưa cái mô hình của mình đi vào trong trung tâm với những cái vị trí nó tốt hơn. Nếu mà cái mô hình này nó chạy ổn định thì cũng sẽ có cái ý định là tiến vào trung tâm. Đang có ý định nhân nhóm đó. Cho anh hỏi cái câu này hơi tế nhị chút nha. Với việc mình không bỏ vốn nhiều như vậy, khách cũng đến cũng khá là ổn. Như vậy thì thật sự mình có lời nhiều không? Hay là chỉ ở mức thuê vốn? Tại vì như em hồi nãy em chia sẻ là mục đích là nơi này chỉ để gặp gỡ và ba anh em có chỗ để làm với nhau thôi. Thật ra anh thấy cái giá thành một tô á, là tô nhỏ 40, tô lớn 60. Mà những cái thành phần bên trong nó là những cái món thịt sống, là cần tim gan heo, rồi heo viên, rồi có cả hải sản nữa. Những cái món này thì nó không phải là món rẻ tiền, có nghĩa là mình lấy những cái món nó cũng chất lượng là thứ nhất. Thứ hai nữa là do cái đặc thù của cái món ăn á, là mình phải bán thịt tươi, thịt sống, cho nên lấy ngày nào là phải bán hết ngày đó. Đúng rồi, anh biết mà. Còn bán không hết thì mình phải tiêu thụ ở nhà, phải tự tiêu thụ với nhau. Bù qua bù lại thì cái chuyện đó nó cũng vô hết trơn à. Vậy cuối cùng là không lời nhiều, nói chung là nó đủ để mà mình... Anh hỏi vậy là biết sao không? Tại vì hồi nãy Phát có nói với anh là sẽ đưa cái món này vô trung tâm, mà muốn đưa vô trung tâm là phải chuẩn bị sẵn tài chính. Đức có nghĩa là mình phải bán lời mình mới nghĩ đến chuyện đưa đi vô. Ở đây thì ok, với cái mặt bằng nó cũng không quá nhiều, cái lương mà của nhân viên cũng không nhiều, nói chung là chi phí nó cũng không phải là quá cao.
thì khu vực này mình đang trụ được, mình chỉ cần tèn như thôi. Nhưng khi mà đã bơi ra biển lớn rồi thì chắc chắn mình không phải là một cái thuyền thúng nữa, mình phải là một cái thuyền bự hơn, thì lúc đó mình phải chuẩn bị cái gì, cho nên là anh em cũng phải cân nhắc rất kỹ. Thế còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ là người nấu món này rất là ngon và nổi tiếng ở dưới quê, sao không đón ba mẹ lên đây mới mà bán luôn với mình để tiện phụng dưỡng ba mẹ? Dạ, thật ra là ba của em thì là đã đi xuất gia rồi, là quy y cửa Phật cũng khá lâu, 6-7 năm trước rồi đó, cho nên mẹ bây giờ là ở chung với em thôi. Để em mang mẹ lên đây phụng dưỡng. Mẹ là ở đây. Dạ, ở dưới quê thì có một cái giống như cái cốc nhỏ nhỏ vậy đó, cho bây giờ gọi là thầy luôn rồi, thầy tu dưỡng tu tâm rồi đó. Vậy đi, mẹ là năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoài 60, tức là mẹ vẫn có thể kiểm soát được cái chất lượng của cái món ăn đúng không? Em có tính là sẽ mở thêm một cái quán nữa mà mẹ sẽ là người kiểm soát chất lượng đó. Mẹ đang đề xuất vậy luôn á. Và mẹ không phải nấu, mình sẽ có một cái người bếp và mẹ sẽ là người kiểm soát thêm cái người bếp đó, người ta nấu đem nếm như thế nào. Mẹ kêu sao biết không? Nói bây giờ tại vì em làm ở quận 7, gần đây là ông anh ở bên quận 11 là gần đây, thì mẹ nói nè, bây giờ cái quán bên kia sao á, mày cho thằng lớn nó quản lý đi, bây giờ mình mở cái quán gần đây để ta đứng ra ta làm cho đó. Còn máu lắm rồi, mặc dù á là sức khỏe của mẹ bây giờ biết là người lớn tuổi càng ngày càng yếu, mà mẹ còn có bệnh huyết áp nữa, cho nên là em đâu cho mẹ làm gì đâu. Em cũng là cái người đề xuất kêu ba mẹ dưới nghỉ bán mà, nhưng mà kiểu thấy kiểu nóng lòng, món này ngày xưa đã bán mấy chục năm rồi, giờ mày mở ra đứng cho coi. Đúng rồi, tại vì thường á người lớn tuổi á họ rất là thích vận động, thích làm một cái điều gì đó, tại nếu như mà họ ngồi không á thì họ cảm thấy rất là chán, và khi mà họ chán á họ rất là dễ bị sinh bệnh gọi là tâm bệnh. Hôm nay nhân cái câu chuyện này, không biết là em có muốn gửi một cái lời tri ân nào đó đến ai hay không? Trước tiên chắc chắn là cho ba và cho mẹ, hay bây giờ còn gọi là thầy và mẹ đó. Đó là những cái người mà đã mà từ cái nồi cháo này cho ra được ba người con trai như bây giờ. Thứ hai nữa là Phát nghĩ là một mình Phát không làm được chuyện này, chắc chắn là có anh, hai người anh của mình, đó là ông anh hai là với là ông anh ba, hai người đó là Phát nghĩ là luôn gắn kết với Phát ở trong ít nhất là ở cái quán cháo này. Sau này thì không biết nó sẽ còn những cái gì hay không. Cảm ơn Phát rất là nhiều và hy vọng anh sẽ có cơ hội đến thăm quán Cầu Bỉnh quán sớm ở trong một cái quận nào đó ngay trung tâm. Version trung tâm. Version trung tâm. Biết mới lạnh, nhạt nhẹ nhẹ để ăn khuya còn khi mà đi làm về muộn đúng không ạ? Cảm ơn Phát rất là nhiều. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Với Cậu Bỉnh, đó là câu chuyện từ nồi cháo của thầy và mẹ đã nuôi dưỡng ba anh em lớn khôn. Và đây cũng là cách để ba anh em có thể kết nối lại với nhau, trò chuyện nhiều hơn, gắn kết nhiều hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng với câu chuyện ngày hôm nay, đó là sự gắn kết, sự yêu thương của ba người anh em trai trong một gia đình. Và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Liên Bình Phát nhiều hơn bằng cách ghé đến quán của Cậu Bỉnh nằm ở quận 11, đường Bình Thới, 186 Bình Thới. 186 Bình Thới, quận 11 quý vị nha. Ok, đưa nước đây. Mình mở sẵn rồi đó. Mỗi người một chai đi hả? Hai người một chai thôi. Hay là mỗi người một chai cũng đang được. Mỗi người một chai. Lớn người nếu mà thế này thì cách đi hết rồi em ạ. F1, F0 hết rồi. Người ta cũng này không biết là chai nào chai nào đâu. Nâng. 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 Đó, khi mà nhắc tới một câu nói sexy và một ngụm nước thì chúng ta sẽ nhớ tới câu này nha. Anh ơi, nước lũ cần sex. Để người ta diễn của em. Để người ta diễn. Thắng à? Mình đây. Em chiều anh. Em lòng tiếng nha. Nửa chai chị ơi. Nửa chai chị ơi. Nửa chai chị ơi. Nửa chai chị ơi. Còn tiếp theo là gì? Còn tiếp theo là gì? Ai biết? Tôi đi. Ok. Đây là của em. Để em đánh cho chị không chưa nghĩ ra thật sự không đánh cái nghĩ ra vẫn chưa nghĩ ra này em uống trước rồi em nói được được luôn được. Chị có thể uống hết chai. Sexy đấy. Ủa
thấy vậy là sexy rồi. Tỉnh đã. Ừ, anh biết tại sao em thích uống nước không? Tại vì nó ngọt giống như anh vậy. Công bố luôn, kết quả là mình chấp nhận Hoài Sa nhưng mà mình chưa chấp nhận Linh nha. Linh phải nghĩ lại. Chẳng lẽ mình lại nhạt như là chai nước lọc này đúng không? Đó chị bên em nè. À. Em biết không? Cái nước gì mà ngọt của em đó là nước ngọt bình thường, còn cái này là mình nói về con chai. Ngọt ngọt cái sự ngọt sâu sắc, ngọt tinh tế. Đúng rồi. Ngọt lâu dài. Không, nhưng mà em mới nghĩ không ngon. Một người đã có nhiều trải nghiệm. Phản biện đi. Khoan, Nam Anh. Em chỉ là có cái nước lã thôi mà. Cái gì ngọt, rồi cái gì ngọt từ tâm hồn, rồi ngọt từ trái tim. Ây, một hồi đi nữa là đi xa đề nghị, tôi đề nghị quay lại. Một ngụm nước nữa. Em uống nước sexy lên đây. Okay. Em uống nước nha. Sexy hả? Quyến rũ hả nha. Anh biết sao em hay uống nước không? Không, cái này em cũng không biết. Trời ơi, con gái con đứa gì mà không tém một tí nào. Em khát anh vậy đó. Trời ơi, em không chấp nhận như thế này. Nhưng mà cái đấy đối với đàn ông thì nó lại gợi cảm ấy. Mình chịu nha. Thắng nói lại câu là mình chịu nha. Nhưng mà bây giờ mình cũng xuống xe rồi. Thì mình cũng tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ xuống xe và mình sẽ đi vào hashtag chính của chủ đề. Mình sẽ xuống dưới, mình sẽ làm luôn. À, xuống dưới này làm luôn. Không, nằm chết đi. Vô trong khách sạn á. À, dạ. Ôi, lỡ. Anh nhà. Đừng đi khách sạn, đừng đi khách sạn. Vô nhà hàng, em xin lỗi. Rồi, ok, lại nha. Ôi, đừng đi khách sạn. Ok. Và em xuống luôn. Đề nghị tập trung, tôi đề nghị tập trung. Ok. Bắt đầu nha, bắt đầu này. Anh tập trung vào đấy. Dạ. Bắt đầu nha. Nhanh để đi khách sạn. Nhầm. Cái gì? Anh sửa lại. Trời ơi, cái gì vậy chị ơi? Phụ nữ chúng mình. Và với câu nói vừa rồi thì mình đã cảm thấy được sự sexy và gợi cảm của bạn Linh. Mình chịu câu nói đó. Và cả điều uống nước của bạn luôn. Và sau đây thì chúng mình sẽ cùng xuống xe và tiến vào nhà hàng. Và chúng ta sẽ nhà hàng à? Cùng và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về ba cái hashtag của chương trình của chúng ta ngày hôm nay nha. Ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề chính ngày hôm nay. Em nói lại nha. Ok, nói nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Piu. Rồi xong xong rồi đấy. Rồi em mời con nữ. Rồi, cắt máy không? Cắt máy không? Bật thử trước đi. Ủa nhưng mà em chưa thấy hàng nào đây. Có đó, bàn nhựa đó. Như thế nào ta? Nhà hàng đó. Bên phải mình á. Thấy đồ đó. Nhà hàng đó. Cái nhà hàng của mình là nhà hàng có bàn nhựa. Thôi em coi, máy chạy ra xuống ra. Nè xong là đến tối là kiểu mặt nó động lên nhem hết cả vì mồ hôi đó. Rồi. Ôi này, hình như là không có nhà hàng nào thật đó. Có bắt to đậu đi, hay 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 cái ghế đỏ kìa, ghế đỏ hay là đi sang bên cái nhà kiểu nhà xe hoa mai kìa. Cái ghế đỏ đẹp lắm nè. Đi sang nhà xe hoa mai kìa, sắp đi sang nhà hàng. Mọi người ok, tạm xin mời. Em hả? Tôi đề nghị mọi người tập trung. Cái màn đỏ này ở lại. Các chị em sao thế? Em thấy chị mới nên tập trung đó. Ủa sao kìa bố sao không ạ? Làm phải sách theo vũ khí mới đánh lại mấy chị em chứ, mấy chị em dữ quá. Đây nè, chúng ta đi vào nhà hàng nè. Rồi, mấy cây. Chị vào nha. Vào nào, chúng ta vào nào. Vào nha, máy chạy. Rồi. Lại đi, xin lỗi. Chị đi trước đi. Ok. 3, 2, 1, kêu. Rồi cùng nhau rồi. Piu piu. Ơ sao mắt anh đỏ hoe vậy? Ờ, anh cảm động ấy. Không gian thật là lãng mạn và có lại có người đẹp ở đây nữa thì anh rất cảm động. Bốn người đẹp. Còn em thì bơi rối quá nên đầu tóc cũng rối hai. Thế thì cảm giác của Trang và Hải Sa và Linh thế nào? Cảm giác là mát á. Mình vô đây mình được
mình được trở lại với cuộc sống bình thường rồi, lúc nãy là chạy ở ngoài nắng giống như một con rối vậy đó. Mình cũng đâu có chạy lắm đâu em. Mình vẫn giữ được sự bình tĩnh đúng không chị? Thì chúng ta hưởng thụ đi. Dạ. Thời gian thì sao nhỉ? Bây giờ thì đói rồi, có cái gì là ăn cái đấy đó, cái nào mà gần gần mình là cái gì gần gần chưa kịp ăn nha. Tôi còn chưa kịp trả lời mà. Không, mình chưa hỏi Trang. Thường hỏi là hai người hỏi Linh với Trang, xong Linh trả lời xong Trang thì trả lời. Xin lỗi Trang. Bây giờ thì chúng ta thì mình cũng không cảm giác gì ngoài cảm giác rất là bực mình. Vì thứ nhất là phải ngồi xa nhau. Nhưng mà xa với cả Linh với ngoài xa nha. Thế bây giờ phải làm thế nào thì Trang mới hết bực mình? Thực ra thì nếu mà có một chút đồ ăn ngon ngon thì cũng sẽ suy nghĩ lại về cái sự mình đấy. Cái đấy thì chắc chắn rồi, tại vì nhà hàng của chúng ta hôm nay ở đây là rất nhiều đồ ăn ngon đấy. Nếu như thế thì chắc là mình sẽ chuẩn bị tư thế để tư thế. Bây giờ từ hang trai chuyển sang hang man. Nhưng mà ăn cái gì mà phải cần tư thế nhỉ? cái này thì có thể là mỗi người một suy nghĩ, ai muốn nghĩ gì nghĩ. Nghĩ bình thường. Em thấy chị hơi sâu sắc nha. Đỏ mặt hết chưa vậy Trang? Đỏ mặt đó, có đỏ đó. Có hả? Có. Không. Đánh má hồng lên lỗ hả? Thôi bọn mình đói quá nhờ. Cái này là em đói thật đó chứ. Đây nè. Lúc đầu đi lại kẹp cái kẹp boy mà thêm nhiều chữ S. Trời ơi là nhiều muốn boy, nhiều boy. Có nhiều boy. Xong rồi thấy lúc ở trên xe thấy Trang có kể là hôm trước ngày thất tịch hả? Có đi ăn chè đỗ đỏ, đỗ đỏ gì đó. Ủa năm ngoái em không ăn đó mà em thấy không có tác dụng nên là năm nay quyết định em không ăn nữa. Thế năm nay năm ngoái mà em có tín hiệu gì không? Thì đương nhiên là không, cho nên em cảm thấy bực mình không ăn nữa. Đôi khi không ăn lại có hồ đó nha mọi người. Nhưng chị thấy là năm nay sắp hết năm rồi đấy, em có chứ. Chị thì chưa bao giờ ăn đỗ đỏ. Thế mọi người thế cứ thì... kêu chị là đậu đỏ. Thế thì bây giờ có người ta ăn chị thôi. Người ta ăn chị. Thế thì bây giờ bọn mình cùng nhau đoán cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay thôi chứ nhỉ? Chúng ta sẽ có 3 cái hashtag mà Thắng đưa ra cho mọi người. Thì dựa vào những cái hashtag đó mọi người có thể đặt câu hỏi cho Thắng là vì sao lại chọn hashtag đó để mọi người lấy thêm dữ liệu và đoán cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là gì. Mọi người chấp nhận không? Chấp nhận, nhưng mà kèm theo đó đã được ăn cho em nói quá. được đấy, nhà hàng sẽ lên món ngay bây giờ đấy. Đúng rồi, mọi người đoán càng nhanh thì sẽ càng được ăn sớm. À thế à? Vậy thôi mình đoán đi để mình được ăn nè. Ok không? Sẵn sàng chưa? Cho một tràng pháo tay nào. Và đến với từ khóa đầu tiên. Con đây à? Quay cả cảnh này luôn nha. Dạ. Cô sửa tiếp đi xong rồi con gọi cho cô sau, con đang quay nốt ạ. Rồi ạ. Bắt đầu nha. Và hashtag đầu tiên của chúng ta sẽ là hai con số 20 và 35.